Xin mời nhà gái. Chào cô gái, mời cô gái ngồi. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Thái, em sinh năm 1983, quê quán ở ngoài phòng. Bây giờ thì vào trong này sinh sống trong này, Bà Rịa Vũng Tàu. Thái vào Vũng Tàu lâu chưa? Em vào được 1 năm. Vào với ai? Dạ, em đi vào một mình. Rồi làm gì ở Vũng Tàu? Em làm cơ khí ạ. Rồi, mời em mời nhà gái. Dạ, chào anh Huyền Linh, chào Ngọc Lan và chào anh Nam. Em tên là Thảo, năm nay em 40 tuổi. Em làm nhân viên kế toán ở công ty vận tải. Hiện tại em đang sinh sống cùng ba mẹ và con trai ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Em sống với con trai hả? Rồi, ưu điểm của em, khuyết điểm của em là gì em? Ưu điểm của em thì biết nấu ăn, biết chăm sóc gia đình. Có cái nhược điểm gì không? Điểm yếu nào mà hoặc là tật xấu gì đó? Em thì không hút thuốc. Đó, điểm yếu nào mà chỗ đó đó. Rồi, mời nhà gái. Mời nhà gái nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình nè. Ưu điểm của em là em vui vẻ, hoạt bát và là một người trọng chữ tín, cực kỳ đúng giờ. Khuyết điểm của em là em hơi hậu đậu, tại vì khi mà em làm một cái việc gì em rất là hay bị đổ bể, nên là tự cảm giác đó là cái hậu đậu của mình và cái khuyết điểm của mình. Em biết nấu ăn nhưng mà tại vì không có nấu được, là do nhà có mẹ nấu ngon quá nên là không ai cho nấu hết á. Nhiều khi cho em nấu sợ đổ bể nữa. Dạ, vì sợ đổ bể nên không dám cho nấu nhiều. Em gái con em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con em 14 tuổi. Em có gia đình lâu chưa? Em có gia đình được 15 năm rồi. Em ly hôn bao lâu rồi? Ly hôn cũng 14 năm. 14 năm nay em có tìm hiểu thêm một người đàn ông nào không? Trong 14 năm thì cũng có tìm hiểu một vài người, nhưng mà do là cái xác định từ đầu của em là em không có muốn tiến tới một người nào đó, vì không muốn chia sẻ tình cảm của mình dành cho con mình, cho bất cứ ai. Nhưng mà sau 14 năm thì cũng đã đến lúc con lớn nó tự lo được cho bản thân và cần tìm được một cái bờ vai để những lúc mình mệt mỏi mình có thể tựa vào, hoặc là những cái lúc mà mình vui vẻ thì mình có thể chia sẻ. Hợp lý. Hay lắm, em trai. Mình có thể làm bờ vai cho một người nào đó dựa vào và làm một người nào đó để người khác chia sẻ được không? Dạ, được ạ. Được ha. Dạ. Thái tình duyên sao? Em trước kia thì em cũng có vợ và có hai cháu, ở với nhau được 8 năm, sau thời gian thì ở với nhau 8 năm thì với bây giờ thì kinh tế nó eo hẹp. Nên là em đi xuất khẩu đi làm lao động nước ngoài. Thế là mình đi lao động xa nhà. Thì vợ em có người khác, có một người khác nữa. Em cũng cho cơ hội quay lại nhưng mà người ta nhất quyết người ta đi. Em chia tay được 10 năm. Con em trai gái đủ luôn hả? Dạ, con em hai con trai. Hai bây trai. Giờ một người ở bên mẹ mà một người ở bên cha. Trai lớn là nhiêu? Trai lớn năm nay 18 tuổi. Trai nhỏ? Trai nhỏ 14 tuổi. À, đứa nào ở bên ba? Lớn. À, vậy là cũng được, khỏe rồi, con cái cũng lớn hết rồi ha. Dạ. Thôi, đó là cho biết được cái đường tình duyên của hai người. Bây giờ sắp tới chúng ta sẽ đi tìm một cái mối lương duyên mới. Bây giờ là cô gái hãy cho chúng tôi biết rằng là cô mong muốn có một người đàn ông ở bên cạnh mình như thế nào? Em cần một người đàn ông biết chia sẻ, không có gia trưởng. Ví dụ như lâu lâu mình đi nhậu cùng bạn bè thì cũng không sao hết, tại vì đàn ông thì cũng có những cái giao tiếp bên ngoài. Nhưng mà cái em cần nhất á, là bạn đó phải chung thủy, tại vì em cũng đã từng bị phản bội. Thứ hai á, là nếu như mà em và anh Nam bên đây có duyên đến với nhau thì khi mà về chung một nhà thì điều em muốn hỏi anh Nam là con em có thể đi theo em hay không? Tại vì con em là cả cuộc sống của em. Sao ạ? Nhà trai trả lời được không ạ? Được chứ. Được ha. À. Rồi, cô thương gái của chúng ta yên tâm. Thương luôn cả con. Bây giờ nè, ở bên kia là có hút thuốc đó. Em có đồng ý cái điều này hay không? Hút thuốc thì mình có thể từ từ bỏ, bớt từ từ không sao. Được, đúng nhưng không? Mà đừng hút trước mặt là được rồi. Hút trước mặt là nó ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều lắm. Đúng rồi. Bây giờ cô gái cho chị Lan biết là em có cái hình mẫu lý tưởng nào không? Cao thấp như thế nào? Để chị Lan qua chị Lan coi liền. Tại vì em là cũng thuộc chiều cao trung bình, nhưng mà lại thích những cái bạn nam hơi cao tí xíu. Tại vì em thích mang giày cao gót. Mà nếu mà bạn nam nào mà thấp quá thì em mang giày cao gót như vậy thì sẽ cao hơn bạn một cái đầu. Mà em thì lại thích kiếm những cái bạn nam mà cao hơn mình một cái đầu, cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Để qua coi coi bên đây là cao bao nhiêu. Cũng cao hơn. Dạ, cao hơn đó. Còn cái nội tâm bên trong thì hai bạn sẽ tự tìm hiểu với nhau. Đúng rồi. Cái này thì Ngọc Lan chưa có nhận xét được. Anh nghĩ rằng là hai bên cũng đã đừng đổ vỡ rồi. Chúng ta có rất nhiều cái kinh nghiệm để
xử lý mọi việc trong hôn nhân. Thật ra là mỗi một lần đổ vỡ, một lần tổn thương, chúng ta đã chuẩn bị rất là kỹ cho cái lần đến đây rồi. Chắc chắn là các bạn cũng đã có những cái phương hướng. Còn mình muốn một người phụ nữ như thế nào? Một người phụ nữ có nghĩa là biết giỏi giang này. Giỏi giang trong tất cả các công việc, như chẳng hạn như là công việc ngoài xã hội cũng như công việc nhà, siêng năng. Mình không thích điều gì phụ nữ? Không thích cái đầu tiên là không chung thủy, không thật thà. Rồi. Nhiều người phụ nữ đó, khi ăn nhậu rồi là nọ kia nên tính nhau lang bang là không thích. Có nghĩa là một người phụ nữ phải hướng về gia đình nhiều hơn, phụ nữ truyền thống ha. Cô gái này là người phụ nữ của gia đình đó. Em đi với ai? Dạ em đi với anh rể và em gái và các người bạn. Rồi chào nhà trai. Xin chào anh Quyền Linh với lại chị Ngọc Lan. Yeah. Tôi là anh rể của cậu Thái. Mà riêng mình đánh giá về cậu là cái công việc là phải nói là chỉnh chu từ đầu đến đuôi. Mà hai nữa về gia đình là phải nói là rất là ok. Thứ nhất là nấu ăn, thứ hai là công việc là rất là tốt. Về nhà cửa thì ngoài Bắc có cái, trong Nam có cái, xe cộ là đầy đủ. Nói chung là hai vợ chồng về là chỉ có làm giàu thôi chứ còn đủ ăn thì nói chung là rất là ok. Còn nhận xét cô bên đây thì nói chung là có tướng phu thê đẹp. Giờ thì đã lên đến đây thì nên cho nhau một cơ hội. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Rồi, nhà gái đi với ai? Dạ, em đi với lại ba, mẹ, em trai và con trai. Tôi là hai bác. Chào chú Linh. Chào cô Ngọc Lan. Chào nhà gái. Hôm nay đến đây thì cũng mong muốn cho con gái mình tìm được một cái chỗ để nó nương tựa về sau này. Theo tôi nhận xét về cái chú Nam ở đây thì cái đó là tôi không đánh giá gì hết. Tôi để dành lại cho con gái tôi để nó nhìn nhận chính xác hơn. Cái chuyện đó là tùy vào duyên nợ của nó thôi. Chứ nó một lần nó đổ vỡ rồi thì mình cũng không muốn là dính líu về vấn đề gia đình nữa. Tại vì nó không thể nào nó sống với cha mẹ tới già được. Khi mà cha mẹ mất rồi thì nó phải có một cái chỗ để nó nương tựa. Thì mình muốn mong muốn vậy thôi. Còn cái đó là tùy duyên, tùy nó. Xin hết. Dạ cảm ơn chú. Cảm ơn nhà trai. Đây là con trai của... đây hả? Con trai. Bác Linh hỏi nè. Con tên gì? Dạ, con tên Hải Đăng. Con học lớp mấy rồi? Dạ, lớp 9. Con có muốn mẹ đi lấy chồng không? Có. Có hả? Con thấy chú này được không? Dạ, cái đó tùy mẹ con. Tùy mẹ con hả? Rồi, được rồi. Cảm ơn con. Hôm nay có cả nhà đi tham gia luôn đó nha. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Nhân này gặp đầu tiên anh tặng em. Dạ em cảm ơn. Dạ em tặng anh sen đá tại vì em là em rất là thích trồng cái này thì hy vọng rằng anh cũng giống như em. Cảm ơn. Chúng ta cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt đó, thấy thấy thế nào? Dạ người phụ nữ rất là xinh xắn, rất là duyên dáng, rất là đẹp. Dạ cảm ơn anh. Thì lúc đầu em tham gia chương trình thì em có nốt với chương trình là thứ nhất không quá lùn, thứ hai là không quá mập, thì anh này là cũng hợp gu em rồi. Em thì nói trước giờ là em không thích hút thuốc, nhưng mà em không thích đó là sở thích của em. Còn sở thích của người ta thì mình không thể bắt buộc người ta phải thích theo mình. Nên là vấn đề anh hút thuốc thì em cũng không ý kiến gì hết. Nhưng mà nếu anh bớt được thì bớt, tại vì đó là tốt cho sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Còn anh? Anh bối rối quá, không biết hỏi cái gì. Bây giờ cái hẹn hò mới quan trọng, bởi vì hai người gọi là khoảng cách đó. Thế nào? Em bối rối quá không nói được anh. Bây giờ nhà em ở đâu nè? Ở đâu? Dạ em ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi ở đây là ở đâu? Dạ ở thành phố Hồ Chí Minh. Được quận mấy? Dạ quận 12. 12. Cái khoảng cách đó, thật ra người ta yêu nhau nửa vòng trái đất còn được mà. Thành ra bây giờ ở Vũng Tàu, em đến quận 12 bằng cách nào? Em có thể nói cô ấy dù tháng tới một lần hai lần hay là bây giờ cái phương tiện yêu nhau nó cũng dễ rồi, mở mạng xã hội lên gặp nhau hàng ngày hàng giờ luôn. Dạ. Đó giờ cho có một cái điểm tựa nào đó. Khoảng cách vị trí địa lý thì không quá xa. Đi thì phương tiện giờ đi thì nó cũng rất đơn giản. Trước hết thì mình làm bạn với nhau thì mình có thể xuống chơi một tuần một lần hoặc là một tuần có thể hai lần được. Công việc của anh là công việc gì vậy? Anh làm bên cơ khí, chuyên cơ khí. Vậy công việc của anh có rảnh rang vào cuối tuần không? Chủ nhật anh nghỉ.
Thường thì tụi nghỉ vì em cũng đi làm nhân viên nên là một tuần em chỉ được nghỉ nửa ngày thứ bảy và một ngày chủ nhật. Em cũng là một người rất là thích biển thì cũng thích hay đi du lịch lắm. Em thấy là cái khoảng cách địa lý này nó cũng không quá xa thì mình có thể là đi, nếu mà đi ô tô thì tầm không tới 3 tiếng, còn đi tàu cao tốc thì hình như cũng tiếng mấy à. Thì nếu như mà mình trước tiên mình sẽ làm bạn, mình sẽ tìm hiểu lẫn nhau, mình cho nhau thời gian để xem đối phương như thế nào. Có thể là một tuần, hai tuần mình thay phiên nhau đến thăm nhau. Thời gian thì anh làm lao động tự do, thời gian thì nó rất dễ dàng. Công việc thì cũng có thể gác lại một bên được để cho mình gần gũi hơn, tìm hiểu với nhau nhiều hơn. Bây giờ Thái bàn thử xem, nếu lấy nhau thì hai người ở đâu? Do bạn gái quyết định ạ. Giờ bạn, em nói đi, em đã chuẩn bị gì để lấy vợ rồi? Anh cũng chưa chuẩn bị cái gì nhiều lắm, bình thường thôi. Anh mới vô đây cũng khá còn nạ nhiều thứ. Chỗ ở thì cũng có rồi, phương tiện đi lại thì cũng có, cũng không đáng ngại lắm. Tùy em quyết định thôi. Thì cái chuyện này tùy duyên đi. Nếu mà bây giờ mà anh hứa anh về Sài Gòn với em, hoặc em hứa em về Vũng Tàu với anh, nhưng mà cái lời hứa quan trọng có thực hiện được hay không. Nên là bây giờ trước mắt là mình cứ tìm hiểu lẫn nhau. Ví dụ anh hỏi này, ví dụ những cái công việc em làm thường ngày ấy, mà chẳng hạn như bây giờ là em về Vũng Tàu em ở đi, thì nó có liên quan gì công việc nhiều lắm không? Nếu như em về Vũng Tàu em ở thì chắc chắn là công việc ở đây em không làm được rồi. Không làm được, không làm được thì chuyển về cái Vũng Tàu làm. Đúng rồi. Bây giờ ở đâu cũng công việc nó cũng rất là đơn giản. Dạ. Em lựa chọn thích ở đâu cũng được hết á. Rồi quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào? Em là một người rất là nóng tánh. Khi mà một cái chuyện gì xảy ra thì em phải giải quyết liền. Em không thích ôm cái cục tức ở trong người. Nếu mà em với anh, thí dụ như trong cuộc sống mà có va chạm, có cãi nhau, thì mình nên ngồi lại với nhau và đưa nhau những cái khuyết điểm của nhau để mình sửa đổi. Chứ không phải là mình cứ im lặng để cho những cái mà sai của mình càng ngày càng phát triển. Thì trong một cái mối quan hệ đó thì sớm muộn gì mình cũng sẽ tan vỡ thôi. Là điều thứ nhất. Điều thứ hai là em không biết nũng nịu đâu nha, nhưng mà không nũng nịu nhưng mà vẫn ngọt ngào nha. Em là một người phụ nữ rất là men, em làm được mọi việc. Nhưng mà đối với cuộc hôn nhân trước em tự gánh mọi việc rồi, nên là bây giờ em muốn cùng một người chia sẻ với em làm được. Nhưng khi mà có ai chia sẻ với em thì em sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Mình thì người rất là bình tĩnh, không có nóng vội, bình thường thôi. Bây giờ nóng cũng đâu có được đâu. Cho em hỏi thêm một điều là anh có gia trưởng không? Cái gì mình làm đúng thì mình bỏ đúng, và cái gì mình làm sai bỏ sai. Và cái gì mình sẽ, nếu mà sai thì mình phải tự nhận cái sai. Mình không được cái sai mà mình cứ cố bảo thủ mình đúng. Mình đứng trước cái lỗi lòng mà mình nhận, chứ mình nhận và rút kinh nghiệm, chứ không có đổ cho một người khác, hoặc đổ cho người khác, hoặc là dồn giấy trách nhiệm cho một ai cả. Bây giờ Thái bước tới nắm tay bạn gái đi nào. Hả? Hai người nắm hai tay nhìn thẳng mắt nhau. Đây là giây phút chúng ta có thể giao lưu cảm xúc với nhau đó. Thái có thể hát một câu nào đó, hoặc là em gái thể hát câu nào đó để tặng cho nhau đi. Thái yêu lấy một người bình thường, để đêm về thì thầm nhớ thương. Cuộc đời này rồi sao cũng vậy. Em hát được một đoạn không? Được. Em thấy sao? Em nói cho anh nghe đi. Anh thấy anh là người sao? Theo em thấy thì anh Thái cũng có lẽ là hiền. Thì trước mắt là mình thấy là hiền rồi đó, trong cái cách nói chuyện. Và khi anh Thái nắm tay em thấy rõ ràng là anh Thái rất là run. Vậy là em bản lĩnh hơn Thái rồi đó. Dạ à, em cần những người vợ bản lĩnh hơn em. Dạ. Để bù lại những cái quyết định của em. Rồi, được rồi, về vị trí các bạn. Mời hai anh chị về chỗ. Bây giờ qua cuộc nói chuyện cùng với góp ý người thân đó, các bạn nhắm mắt lại đi, kiểm tra lần nữa xem người này có phải là người mình sẽ nắm tay đi suốt cuộc đời hay không? Người này có duyên nào với mình hay không? Cảm giác đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Nếu chúng ta nhắm mắt lại và kiểm tra đúng một vài điều đó, chúng ta bấm nút ngay. Còn nếu không phải, chúng ta không cần bấm nút nha. Rồi, sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Chính thức ta đã hẹn hò với nhau. Với cặp đôi này thì hai MC cũng không cần phải nói quá nhiều, bởi vì hai anh chị đều đã có những cái kinh nghiệm cũng như là những cái cảm xúc ở trong cái câu chuyện tình cảm của mình rồi, nên là chúng tôi không cần phải can thiệp nhiều quá. Một nụ hôn đầu tiên nào. Chúc chàng trai Hải Phòng sẽ có tình yêu hạnh phúc càng sớm nha, càng tốt nha. Đây là rồi. Rồi, mình giới thiệu về mình hai lần ha. Họ và tên, quê quán nghề nghiệp của em. Rồi,
điểm mạnh điểm yếu của mình. Rồi, em có nói không? Em tên Hồ Hoàng Lộc, sinh ngày 24/1/1995. Cái tai của em là em bị hậu Covid. Dạ đúng rồi. Là lúc em bị Covid tháng mấy? Em bị Covid như là tháng... cứ cầm video lên đưa nói chuyện bình thường. Em cứ cầm video nói chuyện bình thường. À, là năm rồi á. Dạ. Là ngay cái đỉnh điểm dịch luôn. Không, năm mới đây nè. Năm nay thôi hả? Dạ. Là em bị nặng lắm không hay sao? Dạ không, em bị nhẹ. Em bị nhẹ nhưng mà sao mà ảnh hưởng đến tay á, chị đang hỏi cái gì? Em không biết chị, cái đó em phải đi khám sao? Là em chưa đi khám luôn á. Chưa. Dạ. Là em bị Covid là em dính virus gì? Con bay đâu vậy? Đúng không? Cái con đầu tiên thì Delta. Là em dính con Delta. Dạ. Rồi ngoài cái tay của em thì em còn bị cái gì nữa không? Dạ không, mà chỉ có tay bị. Tay là bị yếu hả? Bị luôn chị. Tay là bị luôn. Cái đó là hậu Covid đúng không? Dạ. Em bị mấy lần? Dạ em bị cách đây khoảng 1 tháng. Là mới đây thôi hả? Dạ đúng rồi. Là mới bị một lần thôi. Dạ đúng rồi. Trời ơi, nó bị có một lần mà tay run rồi, tôi bị 3 lần thế này. Rồi, thôi ha, rồi mình đi, chị khuyên là sẽ đi khám thử coi, coi tay nó như thế nào, rồi coi mình bị hậu Covid nó làm sao, để mình có cái hướng mình giải quyết kịp thời hay không ha. Dạ. Rồi, tiếp tục em giới thiệu về mình nữa đi. Em sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh và em đang làm ở ngân hàng Việt Công Banh. Ngân hàng Việt Công Banh à? Dạ. Em làm gì ở ngân hàng Việt Công Banh? Em làm giấy tờ gì? Giấy tờ gì? Là bên cái gì? Là giống như là có việc khác phát sinh thì mình làm cái gì? Chứ không có cụ thể, ví dụ như là in giấy tờ hoặc là hợp đồng thì phát sinh mình mới làm. Nhưng mà em nhân viên trong phòng giao dịch hay là nhân viên ở đâu? Hành chính nhân sự chị. Em là nhân viên hành chính nhân sự. Là em làm được bao lâu rồi? Dạ em làm, hồi trước em làm bên Hồ Chí Minh. Hồi trước em làm ở Hồ Chí Minh đó chị. Còn giờ em làm ở đâu? Em làm ở nước. Em giờ cái nước đó chị. Nhưng mà làm bao lâu rồi? Dạ ở nước thì em mới làm đây những tháng, còn ở trên kia làm lâu rồi. Trên kia là cũng là Vietcombank hả? Vietcombank này chia nhánh nào đây? Thứ hai luôn chị. Cái đầu. Cái đầu là em làm ở đâu? Hồ Chí Minh chị. Nhưng mà biết chị biết là Hồ Chí Minh rồi, nhưng mà Vietcombank ở quận mấy như thế nào? Cái gì? Nhất. Đường nào? Số 5 công đường Mê Linh đó chị. Rồi còn ở Thủ Đức thì hiện tại là em đang ở đâu? Em ở ngay chỗ Phạm Đồng chị. Là Vietcombank chi nhánh gì? Thủ Đức chị. Nó ghi là Vietcombank chi nhánh Thủ Đức luôn. Dạ. Địa chỉ anh chị. Địa chỉ cái ngân hàng đó chị. 50A làm công ty chị. Là em làm ở trên quận nhất là lâu chưa? Dạ lâu rồi chị, em làm được gần 1 năm hơn chị. Một năm hơn sau đó thì em về. Chị cái gần. Rồi, gia đình em là cũng ở Thủ Đức luôn đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi, thu nhập của em hàng tháng thì như thế nào? Dạ, thu nhập của em là 12 triệu hàng tháng. Rồi là đang sinh sống với ba mẹ hay là sinh sống với ba mẹ? Sinh sống với ba mẹ luôn. Rồi có phụ giúp gì không? Có phụ, ví dụ như phụ nhà gì. Rồi đi làm gì có đưa không? Dạ chưa, tại vì tháng này đó là mẹ em bảo là phải có cái đóng tiền. Tôi hỏi mấy tháng trước rồi, tôi đâu hỏi tháng này đâu. Mấy tháng trước đó chị cũng có đưa, nhưng mà mẹ em bảo là không thể giữ đó để tiền cũng cứ vợ chị. Rồi để dành đi rồi kể tôi nghe coi. Dạ hiện tại thì em để dành được khoảng 20 triệu. 20 triệu sao có vợ không? Dạ, ý là trong năm nay là đủ. Trong năm nay là được. Ủa ông làm trên kia 1 năm rồi, ông có tiền thưởng hả? Thưởng ít ít chị. Thưởng nhiều mà ít. Tại vì em làm bên thời vụ chị. Có nghĩa là không phải em chính thức mà là thuê ngoài. Hiện tại là em chính thức chưa hay là chị vẫn thuê ngoài? Dạ thuê ngoài chị.
Là em là một nhân viên một công ty khác, xong rồi nó muốn vô Việt Công Banh để làm. Không có nghĩa là ký hợp đồng với bên thứ ba hay gì, còn mình vẫn là nhân viên của Việt Công Banh. Em là nhân viên của Việt Công Banh thì là em cũng phải ký hợp đồng với lại Việt Công Banh chứ, tại sao mà ký hợp đồng với bên thứ ba. Em chỉ là nhân viên của bên thứ ba thì em mới ký hợp đồng bên thứ ba thì bên Việt Công Banh nó mướn em về làm thôi. Cái này em đang bị nói ngược á. Dạ dạ, chắc là vậy. Trời ơi, cái gì tôi cũng nói ông, xong cái ông nói chắc là vậy là sao? Không hiểu luôn á. Là sao? Cho chị thông cái nè, là em là nhân viên thời vụ của một Việt Công Banh trả tiền cho em hay là một công ty nào đó trả tiền cho em? Dạ không, Việt Công Banh tiền gì? Ừ, Việt Công Banh trả tiền cho em luôn. Dạ. Nhưng mà em công ty thứ ba có em tên gì? Công ty nhân kiện cái gì? Hả? Công ty nhân kiện hả? Đúng rồi, công ty đó là hãy gửi người đi làm. Ok. Cái này là để làm giấy tờ thì sao nè. Rồi. Ưu điểm nhược điểm của em là cái gì? Ưu điểm của em là hòa đồng, vui vẻ, biết lắng nghe người khác. Còn nhược điểm của em là nhiệt tình quá chị. Nhược điểm là nhiệt tình quá hả? Dạ. Rồi đâm ra là sao? Đâm ra nhiều khi em bị lợi dụng cái gì? Đâm ra bị lợi dụng ai lợi dụng rồi kể chị nghe coi. Giống như mối tình đơn phương của em gần đây nhất là em thích bạn đó, bạn cũng có ý thích em, nhưng mà sau khi gặp nhau về nhà bạn ấy mượn tiền nhưng mà mình không được bắt đầu của em luôn. Bạn nó mượn nhiêu? Lúc đó em không có tiền, em có tiền mặt nhưng mà không có tiền trong tài khoản. Thì bạn nó nói là chuyển cái bạn đó 400 để cho học sinh gì đó là 3 la. Nhưng mà cuối cùng em chưa kịp chuyển gì hết mà bạn nó qua tặng luôn. Bạn nó bao nhiêu tuổi? Bạn ấy tính bạn em thì 95. Chưa cho là bạn đó cũng nghỉ chơi rồi đó. Dạ. Sống đó anh có tiền mặt thôi, anh không có tiền trong tiền thẻ. Thì em có nói rồi nhưng mà bạn nó kiểu cũng không chịu, không chấp nhận. Rồi, về sở trường tài lẻ của em là cái gì? Dạ em hát gì. Rồi gì nữa? Nhảy hiện đại. Biết võ thuật, biết dạ. Hát, biết nhảy hiện đại. Võ thuật là em nhảy võ gì? Dạ, Vui Nam với Aikido ạ. Vui Nam với Aikido ạ. Aikido. Aikido. Rồi. Còn gì nữa không? Dạ rồi. Rồi, hát cho chị một đoạn em nè. Từng ngày mệt nhoài một phiên trôi qua, giật mình nhìn lại thấy anh đã xa. Lâu rồi cũng chẳng biết nhớ nhung yêu thương một người. Rồi, võ thuật hả? Dạ. Đánh bài đồ coi được không? Đó là đánh rồi. Đánh đi, ảnh quay được thì quay nè. Rồi ok. Rồi chảy qua ba mối tình, kể chị nghe coi ba mối tình sao nè. Cái mối tình đầu tiên của em là thầy gặp ba chị. Rồi xong hai đứa chia tay vì cái lý do là không hợp tính nhau. Hồi đó em cũng bị gia trưởng cái gì. Hồi đó không, còn bây giờ hết rồi. Hồi đó làm sao gia trưởng, giờ xong hết. Hồi đó là em kiểu như em bắt bạn đó phải theo ý em luôn á. Bắt đầu thì cũng phải theo ý á. Nhưng mà sau đó em khi chia tay em rồi thì em mới nhận ra là mình sai. Thấy sai rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Còn mối tình thứ hai, thứ ba là sao, kể nghe. Mối tình đó thì cũng được có 1-2 tháng thì xong rồi cảm thấy nhau không hợp tính nhau á. Bắt đầu chia tay luôn. Không hợp là không hợp ở điểm nào? Tính cách thì tính cách. Ví dụ em hỏi đó, ủa sao mình chia tay vậy, thì nó là không hợp nhau, không tính cách nhau thì thôi. Nhưng mà em cảm là bạn gái chia tay em thôi. Dạ. Yeah. Bạn nào cũng chia tay em á. Dạ yeah, đúng rồi. Quen mấy tháng thì chia tay? Bạn đầu thì 1 năm hơn, còn bạn thứ hai, thứ ba thì 1-2 tháng thì... gì mà quen nhau 1-2-3 tháng thì chia tay không vậy ông? Em thấy bạn với em hợp không? Mà sao bạn nó không hợp? Giống như là tính của em thì lúc nào cũng thẳng cái gì, còn bạn em thì cũng như là không thích như vậy. Ý nhiều có nhiều cái việc em phải nói thẳng ra, chứ không phải em không quen được. Nhưng mà con gái thì thường bị thì lộ lời nói với người ta là thẳng quá rồi người ta chia tay luôn. Dạ chắc vậy. Đâu trường hợp nào em nói thẳng với bạn gái đâu, kể chị nghe coi. Ví dụ như em thấy bạn nó nói chơi với một bạn nam khác thì em mới hỏi là em mới nói là mai mốt mình đi như vậy được rồi, nhưng mà bạn ấy không chịu, bạn ấy không thích đi với bạn kia. Thế cho nên là không hợp tính nhau.
Vậy không còn thích nhau hả? Dạ. Rồi còn gì nữa không? Hả rồi. Có vậy thôi hả? Dạ, là mối tình thứ hai, thứ ba là bạn nào cũng đi bạn năm khác vậy hả? Dạ đúng rồi. Là em hết với em nói xong rồi các bạn chia tay luôn. Dạ. Rồi, em quen mấy bạn đó nhiêu tuổi vậy? Sinh năm 98 vậy. Ờ. Chứ lại năm 95. Ừ. Nít quá vậy. Cổ ghê. Rồi sao lên đây kể gì nghe coi. Ở ngoài tuổi của em cũng thu nhập cao. Rồi em cũng có nhà ở Sài Gòn mà sao không tìm được ai, sao lên đây? Em chẳng có duyên với chị. Sao á? Em như là quen được, nhưng mà quen được thì có một thời gian ngắn lại là chia tay được rồi. Em có nghĩ là do em không? Dạ không, hiện tại bây giờ em không có còn em được ngày xưa nữa. Ừ. Rồi, mẫu người yêu của em như thế nào? Dạ thì tóc dài, mặt ưa nhìn. Ưa nhìn là ưa nhìn sao hả? Dạ, dễ nhìn chị không cần đẹp quá, không cần không... Chị không biết. Dễ nhìn với chị nó khác dễ nhìn với em. Dạ. Ừ. Nên mình phải mua miêu tả chi tiết cho chị. Chiều cao, ví dụ như trên khuôn mặt bạn đó như thế nào, hoặc là cái mẫu người nào, cái gu người nào mà em thích. Như đại ca kia nói đó, em thích ốm 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 như Ngọc Trinh vậy đó. Ờ, hay như thế nào, hay là một cái bạn là phải tròn xíu, hay là còn các bạn đeo mắt kiến, hay là tóc dài như em nói, da trắng gì đó, thì mình phải liệt kê. Hoặc là ví dụ như thích mắt to hay là hả, thích mắt nhỏ hay sao đó. Chứ ưa nhìn sao thì biết em ưa nhìn ai. Ok, rồi. Vậy em, mẫu người của em là hiền hậu, da trắng, tóc dài. Hiền hậu cỡ nào? Em cũng không biết nữa. Hay quá, giữ xíu được không? Dạ được. Trời ơi, hiền hậu mà cứ giữ xíu được cũng được luôn. Thì ai cũng có một cái riêng với em, cũng như em thì nóng tính ít, nhưng mà nóng đúng tiền thôi. Ừ. Nhược điểm là nóng tính thôi đúng không? Dạ. Nóng tính thì sao? Dạ, ví dụ như mà nói không được thì thôi, bỏ đi. Bỏ đi, có đánh ai chưa? Chưa. Có chửi ai chưa? Chưa chửi thiệt không? Dạ. Thấy nóng tính quá rồi. Bỏ đi thôi đúng không? Dạ, đúng rồi. Ừ. Rồi. Tóc dài, da trắng, rồi bạn gái nhiêu tuổi được nè? À, bạn gái từ 20 đến 27 tuổi. Là lớn hơn em luôn hả? Gặp em bằng tuổi chị. À, 27 bằng em hả? Dạ. Chị hơn em được không? Hơn em không phải cũng được chị. Ừ, 29 vẫn được mà đúng không? Dạ. Ừ. Rồi, quê quán? Dạ, Hồ Chí Minh luôn chị. Ê, nói nghe nè, dạ. Mấy bạn đó làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh mà quê quán ở các tỉnh thành khác được không? Nhưng mà đừng xa quá được thì chứ. Đừng xa quá ở đâu cho tôi dưới nè. Bây giờ ông cho tôi từ tỉnh này tới tỉnh kia đi. Chứ ai biết ông muốn một đoạn nào. Em muốn người bạn gái của em đó là ở gần Sài Gòn hơn. Tại vì để em đi chơi gì đó dễ. Thì người ta ở đây người ta làm việc rồi. Nhưng dạ. Mà chỉ nói là quê